Bóng rổ hiện nay đã trở thành một bộ môn rất phát triển và VBA 2017 là một minh chứng, sức hút, sự lớn mạnh và tiềm năng phát triển. Nhưng đó không phải là điều mà chúng tôi mang đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Điều mà chúng tôi mang đến cho các bạn còn thú vị hơn rất nhiều mà lại còn rất gần gũi với các bạn. Đây chính là điều mà chúng tôi nói đến, bóng rổ phong trào, nhưng không phải là nam mà là nữ. Ai trong số các bạn khẳng định rằng mình đam mê hơn và chơi hay hơn những cô gái này, hãy đến đây và xem họ thi đấu. Đội em là đội Phu Đô, được thành lập từ năm 2009, tính đến giờ thì cũng được 8 năm. Và bọn em thành lập xuất phát điểm là từ đội bóng rổ cấp 3 của Đống Đa và Phương Nam ghép tên lại thành là đội Phư Đô. Từ lúc thành lập đến giờ, khi bọn em bắt đầu tham gia các giải đấu không chuyên thì tất cả các giải bọn em đều có, khi tham gia là đều có thành tích hết. Từ xuất phát điểm 3 năm đầu thì đều là giải 3. Còn đến những năm gần đây thì như năm 2017 này thì bọn em vừa giành huy chương vàng của giải HBL và tiếp tục ngay sau đấy là giải trẻ 2017. Hầu hết ý, đầu tiên nam nhìn vào nữ bóng rổ lúc đầu là sẽ có xu thế là nhường, với cả là họ sẽ không thủ hết sức. Nhưng mà đến khi mà bọn em thể hiện ý, thì họ hầu hết họ đều nói một cái câu là hóa ra nó không đơn giản như mình nghĩ, hoặc là nữ và mấy bạn nữ này chơi khá là tốt, đấy ra không nên nhường. Nhưng mà đến lúc đấy thì thua mất rồi. Chính vì trong rổ này em mới thể hiện sự nữ tính riêng của em và nó giúp em trở nên cá tính ạ. Thì như bây giờ mọi người vẫn nhìn em và mọi người vẫn thấy em nữ tính, mọi người thích cái điều đấy ở em, thì việc gì em phải thay đổi nữa. Lúc mà đi dạy thì em cũng hay nói với học sinh là bóng rổ nó tuyệt vời như nào. Em rất muốn truyền động lực cho học sinh có thể theo bóng rổ này ạ. Tính đến thời điểm này thì em thấy khá là nhiều các bạn nữ muốn tham gia câu lạc bộ, các câu lạc bộ ở trên Hà Nội. Thì em thấy là bây giờ đang càng ngày phong trào càng ngày càng đi lên và mong muốn là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa. Mình ngày đầu mình đã có ít môi trường để chơi rồi, nhưng mà bây giờ số lượng người chơi càng ngày càng lớn lên thì mình cũng có muốn có trường môi trường các thứ được để ý quan tâm hơn anh ạ. Web thể thao.vn, thể thao vì cuộc sống tốt đẹp hơn.